Chương 1, giới thiệu nhân vật, nghe chọn bộ tại mê audio com Sau chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. GTNVNO sao Lâm Minh Thư sau nữ 17T. IQ 199 phần 200, sao là con gái của nhà họ Lâm mang một nét đẹp dễ thương và thuần khiết nhưng trái với vẻ yếu đuối đó là một cô bé nghịch ngợm hoạt bát và hay phá phách coi dậy thôi chứ võ đai vàng bốn vạch đấy sao? Sợ nhất, chuột và bóng tối sao tính tình? Rất trẻ con thích chọc phá người khác nhất là anh trai mình sao ngoại hình? xinh đẹp ba vòng chuẩn không cần chỉnh làn da trắng đôi môi đỏ đôi mắt màu đen to tròn lông mi cong vút mũi cao mái tóc dài màu tím tự nhiên nhưng vì vậy nên lúc nào cũng phải làm xấu mình để không ai. Làm phiền mình, hình trên là nó, hắn sao Nguyễn Hải Dương sao, nam, 17 t. Ai cứu? 300 phần 200, sao tính tình. Lạnh lùng, lại gần là đống băng luôn á, rất ghét ai chạm vào mình ghét con gái vì. Chương 2 bắt đầu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com dầm cánh cửa đã ra đi và không trở lại cửa em có tội gì đâu ti ti gạch dưới ti ti gạch dưới lâm minh thư con mau dậy ngay cho mẹ vâng tiếng hát đó à không phải tiếng la đó là của mẹ nó gạch dưới ư Mẹ à cho con 5 phút nữa nha." Tiếng nói của một cô gái mái tóc gài màu tím nói giọng ngái ngủ cuộn tròn trong chăn gạch dưới "Con mau dậy ngay không sẻ trễ đấy gạch dưới cho con 5 phút nữa nha, còn sớm mà mẹ gạch dưới con xem." Đồng hồ đi là 6:45 rồi đó gạch dưới mới có 6:45 mà. 6:45, 6, 45, 6. 45 a 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 sao mẹ không kêu con sớm hơn cô gái trên giường bật dậy mắt mở mắt nhằm tóc rối bù xù chạy loạn xạ và do chạy mà không nhìn nên thế là chân vướng vào mềm và ấm. Hu hu đau quá à ti ti gạch dưới ti ti mẹ nó lắc đần cười khổ bởi đứa con gái nghịch ngợm này gạch dưới con mau lên đi ba đợi con đó đa a gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một lúc sau ở dưới bếp gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một người đàn ông đã lớn tuổi đang nhâm nhi một cốc cà phê thì gạch dưới chào ba mẹ buổi sáng nó bước xuống nhà mặt chết thứ gì đó làm mặt nó trông rất xấu xí si, t g sao ngươi lại chết gì dậy hả thư không làm dậy thì tới trường cho bị dí chạy à t g âu thông minh đột xuất ha ha thư dạy ý ngươi nói ta ngu lắm mà, cầm trổi. T, G, O có S dây S dây chạy. Thư, đứng lại, ba nó nhìn nó cười hiền con gái cưng của ba dậy rồi à gạch dưới con gái ba mà nó chu môi trong rất kêu gạch dưới thôi đi cô nương tôi kêu muốn tắt cả tiếng mới dậy còn nói à mẹ nó cười rồi ngắt yêu mũi nó gạch dưới mẹ. Này mẹ còn lừa con mới sáu, không không hà, gạch dưới nó chu môi phòng má giận dõi ba nó cười vì tính trẻ con của hai mẹ con nó gạch dưới đây là hồ sơ để con nhập học còn chỗ nào không đúng để ba sửa cho gạch dưới dạ tốt rồi ạ à. nó cười vui vẻ rồi chạy chỗ ba nó con yêu ba chương ba rắc rối nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tg các bạn đọc truyện vui vẻ nha gạch dưới gạch dưới gạch dưới đây là phòng hiệu trưởng gạch dưới gạch dưới gạch dưới cạch gạch dưới chúng em chào thầy ạ à. một người đàn ông đang nhìn tụi nó mỉm cười gạch dưới chào tiểu thư các em sẽ học lớp 12 a một gạch dưới ừ cảm ơn thầy nó cười vui vẻ. Gạch dưới thầy đừng nói gì về thân phận của chúng tôi đấy Quỳnh Anh nhìn ông thầy hiệu trưởng cười nữa miệng gạch dưới vâng. Vâng tùy theo. Ý các các tiểu thông hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh vì sát khí của Quỳnh Anh cạch một người phụ nữ ăn mặt lè lòe, lòe mặt chết một đống phấn tô son đậm lè đi ỏng a à, ỏng ẹo liết tụi nó gạch dưới chào thầy hiệu trưởng gạch dưới ở đây. Là học sinh mới của lớp cô gạch dưới dạ thưa thầy. Các em theo cô cạch gạch dưới các em thuộc thể loại gì bà cô nhìn tụi nó rồi cười khinh nó hiểu chỉ cười nhẹ gạch dưới tụi em được học bỗng mới vào được trường này chắc cô cũng dạy ha gạch dưới em. Em dám tg giận tím mặt hết nói ha ha mũ gạch dưới mũ quỳnh anh và trâm anh chỉ biết nhìn nhau cười gạch dưới đợi tôi ở đây bà cô liếc nhìn tụi nó rồi vào lớp gạch cái lớp hiện giờ như cái chợ dậy đó dầm gạch dưới các em im lặng ai em lặng gạch dưới bà cô cười hiền, giả tạo, lớp ta có học sinh mới lớp học xôn sao gạch dưới lớp mình đủ người rồi mà gạch dưới đúng đó đúng đó gạch dưới mà không biết là công tử tiểu thư nhà nào nữa đây gạch dưới chắc là sinh làm nhỉ gạch dưới mong là một hot boy. Nhỉ, chương 4, gặp mặt đồ đáng ghét. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, mình viết tiếp nha các ban đọc truyện vui vẻ, nó nhấm chầm mắt lai like vì sắp ôm đất mẹ thì gạch dưới, dấu lớn gạch dưới gạch dưới. Trương nam siêu quậy nghe chọn bộ tại mê truyện audio com một người từ trên lầu đi xuống nhìn trầm trầm tụi nó gạch dưới có cần làm quá dậy không hả hắn nhìn tụi nó cười khinh bỉ gạch dưới a à a à. sao tên đáng ghét này lại ở đây nó giật mình quậy lại thì lại thấy gương mặt đáng ghét của hắn gạch dưới cái này tôi nên hỏi các người lạnh lùng nhìn tụi nó một cách lạnh lùng gạch dưới chúng tôi được sắp xếp ở đây châm anh cười hiền trả lời teren lầu đi xuống một chàng trai gạch dưới chuyện gì ồn ào dậy dương gạch dưới nhìn kia chỉ về phía tụi nó gạch dưới à có người mới à à thì ra là người ngồi cạnh tôi nhìn về phía của quỳnh anh gạch dưới à tôi còn tưởng là ai thì ra là con trai nhà họ đoàn và cũng là người dạy gái nhất quỳnh anh liếc nhìn nam với nụ cười nửa miệng gạch dưới cô cô dám giận dung người, đầu của nam nổi lên ba vạch đen nó ôm bụng cười ha hả rồi kéo hai nhỏ bạn lên chọn phòng gạch dưới ha 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 ha. Không đùa nữa, lên lầu chọn phòng đi thụi nó lên lầu để lai một cái đầu tức xì cả khói và một nụ cười đầy sự thú vị gạch dưới 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 một lúc sau gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tụi nó bước xuống lầu ở sofa hai người con trai nhìn nhau nhé mép cười gạch dưới nếu muốn ở đây thì phải làm ô xin cho chúng tôi một tuần ầm nhìn tụi nó cười gian gạch dưới không có quyền từ chối hắn nhìn nó cười lạnh khiến nó dựng cả tóc gái châm anh và quỳnh anh đinh lên tiếng thì nó cắt ngang gạch dưới ok thôi nó cười nụ cười khá ẩn ý khiến hắn thấy bất an gạch dưới nhưng châm anh định lên tiếng thì nó nhìn và nháy mắt với châm anh và một nụ cười tinh nghịch cả quỳnh anh và châm anh chỉ gật đầu sau sắp có trò vui đây cười danh ma sao đây là suy nghĩ của cả ba người gạch dưới vậy chúng tôi sẽ dọn dẹp và nấu ăn cho các anh trước han nó nở nụ cười ngây thơ nhìn hắn t g ngây thơ hay ác quỷ dậy trời Hát tội nghiệp cho hải dương rồi đây cả hai tên kia cười hài lòng rồi rồi bỏ lên phòng mình nó cười tinh nghịch một phút sau rèn chuông báo cháy vang lên hai người kia từ trên lầu chạy xuống vừa la cháy cháy rồi và rồi dầm cả hai té cầu thang và Khánh Nam nằm đè lên người hắn gạch dưới này xuống đi. Nặng qua hắn nhăn nhó gạch dưới đau quá đi trông khi đó tụi nó cười lăn cười bỏ s a s a s a s a s a a gạch dưới minh thư. Ha ha cậu thật là sau dọn dẹp lại ha ha ấn nhầm nút báo cháy cơ chứ ha 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 trầm anh vừa cười vừa nói không ra hơi gạch dưới ha 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 cậu. Cậu thật là, ha 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 quỳnh anh cũng không nhịn cười được gạch dưới ha 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 tớ. Tớ không, không cố ý ha 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 nô no. cười lăn cười bọc còn hai người kia thì biết chuyện đầu tức xì cả khói gạch dưới các. Các cô, dám, dám. Tức đến đen cả mặt nó cố nén cười để nói gạch dưới ẻ hèm. Tụi tớ nấu ăn rồi vào ăn đi nha 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 nô no nói rồi kéo tay hắn vào bếp gạch dưới món đầu tiên là canh cải nó nói rồi đặt trước bàn ăn gạch dưới hai người ăn thử y nha châm anh cười hiền nhìn tụi hà nhắn và nam không muốn. Ăn nhưng cũng phải thử gạch dưới ẹo mấy người nấu gì dậy hả làm gì mặn le dậy hả nấm nôn ra ngoài liếc tụi nó gạch dưới a a a xin lỗi nha tôi lở tay cho một hủ muối vào rồi quỳnh anh nhìn bằng anh mắt vô xô tội gạch dưới thôi bỏ qua món đó đi đây là thịt kho hai người ăn đi nó nhìn hắn cười ngây thơ ăn ăn thở thì gạch dưới mấy người nấu chè à sao mà ngọt dậy hà châm anh ấy chết tớ cho lộn đường rồi hắn và nam đang tức giận thì gạch dưới đau đau bụng quá ba người bỏ gì vào ui da vào thức ăn Hắn nhìn nó đầy tức giận gạch dưới có gì đâu chỉ là một lọ thuốc sổ thôi ha 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 trả lời tỉnh bơ khiến hắn càng tức rồi cả hai chạy vào nhà oase on tụi nó cười khoái chí gạch dưới cô đợi đó tôi sẽ trả thù hắn vừa. Chạy vừa la lên gạch dưới s a s a s a s a s a